mến chào các bạn và các em. Trong giờ học trước, chúng ta đã cùng với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đi tìm cội nguồn đất nước và định nghĩa về đất nước trong phần đầu đoạn trích. Hôm nay, chúng ta trở lại với phần tiếp theo, nhà thơ khẳng định tư tưởng cốt lõi của chương thơ, tư tưởng đất nước của nhân dân. Phần đầu khúc ca, tác giả nói về lịch sử đất nước cùng lối định nghĩa đất nước bằng thơ theo cách riêng của mình. 47 dòng thơ tiếp theo, nhà thơ đi sâu vào tư tưởng đất nước của nhân dân bằng cách nhìn toàn diện ở các phương diện, không gian địa lý, thời gian lịch sử và văn hóa phong tục của nhân dân. Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn chống mái, gót ngựa của thánh gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại, 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương, những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm, người học trò nghèo góp cho đất nước mình núi bút non nghiên, con cóc con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh, những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điện. Và ở đâu, trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống, ông cha. Ôi đất nước, sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Em ơi em, hãy nhìn rất xa, vào 4.000 năm đất nước, năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái, con trai bằng tuổi chúng ta, cần cù làm lụng. Khi có giặc người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Có biết bao người con gái con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng, họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cối, họ truyền giọng điệu cho con mình tập nói, họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân. Để đất nước này là đất nước nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi, biết quý công cầm vàng những ngày lạn lội, biết chồng tre đợi ngày thành gậy đi trả thù, không sợ dài lâu. Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu, mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát. Người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác, gửi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Tưởng đất nước của nhân dân dẫn nhà thơ đến một cách nhìn mới mẻ, có chiều sâu về địa lý. Người đọc được tiếp nhận một phát hiện mới rất thú vị. Những danh lam thắng cảnh trên đất nước ta như Vịnh Hạ Long, những di tích văn hóa như Hòn Vọng Phu, núi Bút Non Nghiên, những di tích lịch sử như Làng Gióng, Đất Tổ trải dài trên khắp đất nước ta. Không chỉ là địa hình núi sông tuần túy mà tạo hóa ban tặng, mà còn được cảm nhận như là sự đóng góp của nhân dân, sự hóa thân của những cảnh ngộ số phận nhân dân và thấm đẫm vẻ đẹp tâm hồn nhân dân, thủy chung yêu nước hiếu học. Nếu không có những người vợ Việt Nam chung thủy đợi chồng mòn mỏi qua bao cuộc chiến tranh và ly tán, thì không thể có cảm nhận núi Vọng Phu, hòn chống mái. Phải chăng truyền thuyết thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ che làng đánh giặc Ân đã khiến những ao đầm làng gióng lấp lánh vẻ đẹp huyền thoại của lòng yêu nước? Bởi có truyền thuyết Hùng Vương nên địa hình núi sông hùng vĩ quanh đền Hùng mới được gọi là 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương.
niềm tự hào về mảnh đất thiêng, về xứ sở thanh bình dạt dào sông nước đã hóa thành tên gọi Cửu Long cho dòng sông xanh thẳm đất phương Nam. Truyền thống hiếu học của những người học trò nghèo Việt Nam bao đời đã được tạc ghi trong tên gọi Núi Bút Non Nghiên. Cuộc sống bình dị và sự đóng góp thầm lặng của nhân dân đã đặt tên cho sông núi Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm. Đến cả con cóc, con gà quê hương cũng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh, thành đất nước dung dị mà tươi đẹp. Cảnh núi sông hội tụ lấp lánh qua những vần thơ đẹp, soi bóng tâm hồn và những cuộc đời vô danh, càng thấm thía một điều bình dị, đất nước của nhân dân, đất nước mang màu sắc dân gian, dân dã, vừa thiêng liêng, gần gũi. Và ở đâu, trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước, sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Ý thơ được nâng lên tầm khái quát, sự hóa thân của nhân dân vào bóng hình đất nước. Nhân dân chính là người tạo dựng, đã đặt tên, ghi dấu ấn cuộc đời mình lên mỗi ngọn núi, dòng sông miền đất này. Đó là nhìn ở phương diện không gian địa lý, còn nhìn ở phương diện lịch sử và thời gian, nhà thơ cũng khẳng định tư tưởng đất nước của nhân dân. Tư tưởng này đã chi phối cách nhìn của nhà thơ khi nghĩ về lịch sử 4.000 năm đất nước. Em ơi em, hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước. Năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái, con trai bằng tuổi chúng ta cần cù làm lụng. Khi có giặc người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Khi nói về lịch sử của đất nước, Nguyễn Khoa Điểm không nhắc đến các triều đại tên tuổi như Đinh Lý, Trần Lê, cũng không nhắc đến các anh hùng đã từng được ghi trong sử sách. Nhà thơ tập trung nói về những con người vô danh bình thường. Đó là họ, là lớp lớp, con gái, con trai đã lao động chiến đấu suốt 4.000 năm để dựng nước và giữ nước. Họ là nhân dân. Tên tuổi họ chưa một lần được khắc ghi trong sử vàng dân tộc. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng cuộc đời thầm lặng của mỗi người đã hóa núi sông ta. Cảnh sắc núi sông gắn liền với tâm hồn dân tộc, khí phách của giống nòi. Cái bình dị tồn tại quanh ta, hòa quyện với cái cao cả thiêng liêng, cho thấy vẻ đẹp vĩnh hằng của đất nước và sự trường tồn của dân tộc gắn liền với muôn triệu nhân dân của mọi thế hệ trong dòng chảy 4.000 năm đất nước. Đất nước của nhân dân.
Có biết bao người, con gái, con trai, trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Còn nhìn ở phương diện văn hóa, nhà thơ cũng khẳng định vai trò của nhân dân. Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng, họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi, họ truyền giọng điệu cho con mình tập nói, họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân. Đất nước của nhân dân không chỉ hiện diện ở bề rộng của không gian địa lý, ở chiều dài của thời gian lịch sử, mà còn ở tầm sâu của tâm hồn, tầm cao của ý chí sống nòi, bề dày của văn hóa phong tục. Nhân dân không chỉ lao động chiến đấu mà còn là những người sáng tạo ra văn hóa dân tộc. Những hạt lúa, hòn than, tiếng nói đều rất giản dị, nhưng lại chính là sự sống, sự sống của từng cá nhân và sự sống của cả dân tộc, là nền văn hóa, là hồn thiêng sông núi mà chính nhân dân đã sáng tạo, giữ gìn và truyền lại muôn đời, tạo thành bản sắc văn hóa Việt Nam. Mạch cảm xúc này dâng lên thành cao trào để nhà thơ khẳng định một chân lý. Để đất nước này là đất nước nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Đất nước của nhân dân cũng chính là đất nước của ca dao thần thoại, bởi nói đến nhân dân là nói đến những nét đẹp bình dị và tinh túy. Những nét đẹp này vẫn lấp lánh trong ca dao thần thoại. Hay nói cách khác, ca dao thần thoại chính là sáng tác của nhân dân, phản ánh đời sống, tâm tư, tình cảm của nhân dân. Đất nước của nhân dân là đất nước được hình thành từ những bản sắc văn hóa dân tộc, thấm đẫm vẻ đẹp tâm hồn nhân dân, yêu nước, cần cù lao động, hiếu học, chung thủy trong tình yêu, biết quý trọng lối sống tình nghĩa, bền bỉ kiên cường trong chiến đấu, lạc quan yêu đời trong gian khó. Nếu Lý Thường Kiệt với Nam Quốc Sơn Hà đã phải dùng đế cư, thiên thư để trang trọng hóa đất nước, nếu Nguyễn Đình Chiểu với văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc phải nhờ đến một mối sa thư đồ sộ, hai vầng nhật nguyệt chói lòa để thiêng liêng hóa đất nước, thì với hệ thống từ ngữ giản dị mang đậm màu sắc dân gian, Nguyễn Khoa Điềm đã bình dị hóa đất nước, làm cho đất nước thật sự hóa thân trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người dân trên đất nước này. Đất nước của nhân dân là đất nước được hình thành từ những bản sắc văn hóa dân tộc, thấm đẫm vẻ đẹp tâm hồn nhân dân, yêu nước, cần cù lao động. Nhà thơ viết tiếp: dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi, biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội, biết trồng tre đợi ngày thành gậy, đi trả thù mà không sợ dài lâu. Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu, mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát. Người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác, gửi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Ở đoạn thơ này, nhà thơ đã vận dụng và chuyển ý sáng tạo những câu ca dao thành lời thơ đằm thắm ca ngợi nhân dân, ca ngợi bản sắc dân tộc. Trong cả kho tàng ca dao dân ca phong phú của dân tộc, nhà thơ đã chọn lọc 3 câu để nói về 3 phương diện quan trọng nhất của truyền thống nhân dân. Đó là say đắm trong tình yêu nhân văn, dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi. Đó là quý trọng lối sống tình nghĩa, biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội. Và một phẩm chất nữa là bền bỉ kiên cường trong chiến đấu bảo vệ đất nước trong câu thơ biết trồng tre đợi ngày thành gậy. Vẫn là ý và hình ảnh của những câu ca dao, vẫn gợi nhớ những câu ca dao, nhưng đã trở thành một câu, một ý thơ gắn bó trong mạch thơ của toàn bộ chương 5. Đó là một nét đặc biệt của chương thơ đất nước. Cái gì đã tạo cho nước Việt Nam tồn tại mà không xóa nhòa bản sắc của mình?
cái gì đã tạo cho con người Việt Nam có một truyền thống văn hiến rực rỡ? Chính là nhân dân Việt Nam đã sống rất đôn hậu đời thường, sống giàu nghĩa tình, ngay cả những khi hoàn cảnh lịch sử phá vỡ đời sống bình thường đó. Đoạn thơ trích khép lại bằng hình ảnh dòng sông và câu hát, đem lại cảm nhận đất nước ta đẹp hiền hòa và vĩnh cửu như một dòng sông vô tận, chảy từ quá khứ đến hiện tại và vĩnh cửu cùng tương lai. Dòng sông đất nước âm vang những sắc màu và giai điệu văn hóa Việt Nam, phẩm chất tâm hồn Việt Nam vô cùng tự hào và yêu quý. Chúng ta kết luận lại bài thơ. Đoạn thơ trích trong chương 5, giàu chất trữ tình chính luận, vừa được viết bằng chiều sâu trí tuệ, chiều cao văn hóa, vừa được viết bằng những rung động mãnh liệt của cảm xúc nên rất dễ đi vào lòng người. Lời thơ đậm đà chất liệu văn hóa văn học dân gian, được viết từ điệu hồn ca dao, dân ca, cổ tích, truyền thuyết nên đậm đà sắc thái dân tộc, mở ra một đất nước dân gian thơ mộng, trữ tình, mang cội nguồn văn hóa dân tộc từ xa xưa vọng về, rất đỗi gần gũi thân thương. Đặc biệt là chương thơ rất ít vần, nó có chất thơ là nhờ vào việc xây dựng hình ảnh, giọng điệu thơ trầm bổng thiết tha mang âm hưởng của ca dao dân ca. Tư tưởng đất nước của nhân dân không phải đến Nguyễn Khoa Điềm mới có. Tư tưởng này đã có một quá trình dài được khẳng định trong lịch sử văn học dân tộc, từ những tác phẩm văn học trung đại như Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Suộc của Nguyễn Đình Chiểu. Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi viết, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo, hoặc nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới. Đó chính là sự đề cao vai trò của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Còn trong Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc của Nguyễn Đình Chiểu, ca ngợi người anh hùng giữ nước là người nghĩa sĩ nông dân. Nhớ linh xưa, côi cút làm ăn toan lo nghèo khó, chưa quen cung ngựa đâu tới trường nhung. Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy tay vốn quen làm, tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Đó là hình ảnh người nông dân lam lũ côi cút bước vào cuộc chiến đấu. Họ hy sinh, nhưng đã hy sinh bi tráng vì quê hương đất nước. Đến thơ văn hiện đại như Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Che Việt Nam của Nguyễn Duy, Lửa đèn của Phạm Tiến Duật, vai trò của nhân dân với đất nước cũng đã tiếp tục được đề cao. Trong Đất nước, Nguyễn Đình Thi viết, ôm đất nước những người áo vải đã đứng lên thành những anh hùng. Còn trong bài Tre Việt Nam, nhà thơ mượn hình tượng cây tre để nói đến những phẩm chất bình dị của nhân dân trong lao động và chiến đấu xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thân gầy guộc lá mong manh mà sao nên lũy nên thành tre ơi. Như vậy, đề cao vai trò nhân dân với đất nước là cả một truyền thống trong lịch sử văn học dân tộc. Tuy nhiên, để tư tưởng đó trở thành cảm hứng chủ đạo, xuyên thấm mọi biểu hiện tinh tế nhất của hình tượng đất nước, lại được cảm nhận một cách toàn diện sâu sắc trên nhiều bình diện, thì đó là một đóng góp đặc sắc của Nguyễn Khoa Điềm ở chương thơ này. Tác phẩm đã tạo nên được những rung động âm vang trong lòng người đọc chính là nhờ những cảm xúc chân thành từ sự trải nghiệm của bản thân mà nói lên những suy nghĩ chung của cả thế hệ mình với đất nước. Góp thêm một thành công cho dòng thi ca về đất nước, làm sâu sắc thêm nhận thức về đất nước và nhân dân bằng tiếng nói nghệ thuật đậm đà chất dân gian là vẻ đẹp riêng của chương thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.
Bài học hôm nay của chúng ta dừng lại đây. Thân mến, chào các bạn và các em.